Anh ơi. Hả? Hết hồn mày. Trời ơi. Mày vô nhà xong bấm chuông. Trời ơi. Cửa thì mở tàn quạt. Tôi dòm vô tôi thấy ông ngồi trong ngóc vậy vô luôn chứ bấm chuông cái gì. Ủa mà nhà anh làm gì có chuông bấm? Tao quên gắn. Trời ơi. Anh hai nè, làm gì mà sáng sớm mà mặt buồn hiu vậy? Rồi đậu trên mép mà không thèm đọc luôn kìa. Thiệt. Cả tháng nay tao rầu thúi ruột mày ơi. Mày nghĩ coi, cả 50 em mà mỗi em á cả triệu bạc, nghĩ sao tao không buồn? Trời ơi. Anh hai, giờ này mạnh dữ ta. Trời ơi, quen lận mình 50 em chân dài luôn hả? Chân dài vậy cha? Thì nãy anh mới nói đó, 50 em mà mỗi một em chia bạc triệu. Trời, không da trắng thì cũng chân dài chứ sao phải tốn nó mấy chục triệu chứ vậy? Tào lao quá ông ơi. Tao nói là tao nói cái bầy heo ế của tao nè, chứ chân dài ở đâu ra? Nói cho em biết chứ bộ, tại ghẹo cho anh đỡ buồn thôi. Em biết anh đang buồn cái vụ mà mấy cô nàng ủn ỉn chân ngắn tới nách chứ gì. Mày nghĩ coi, từ trước tới giờ chưa có năm nào mà tao thê thảm như năm nay hết trơn á. Giá heo thì thấp rồi, bán không ai mua luôn đó. Mới đợt vừa rồi tao bán được cũng gần cả chục con, mỗi con lỗ cả triệu bạc. Rồi bây giờ anh tính sao? Là anh không bán nữa hả? Sao không bán? Phải bán chứ sao? Bán độ, bán tháo, bán lỗ, bán lã, tao phải bán chứ sao? Nhưng mà mày thấy không, có ai mua đâu. Nghĩ cũng đúng ha. Bây giờ mà mình nuôi thêm ngày nào thì lỗ thêm ngày đó. Bởi vậy, tao thấy rồi, qua cái vụ này tao giải nghệ luôn. Đó, vô công ty làm có vậy mà chắc ăn hơn. Phan Phan, hình như tôi nghe nói là đang có đợt mà giải cứu người nuôi heo vậy đó. Giải cứu sao? Có nghĩa là địa phương này ha, rồi đơn vị nọ, rồi xí nghiệp kia mua thịt heo về ăn. Trời ơi, thì người ta muốn ăn, người ta ra chợ người ta mua, người ta ra siêu thị người ta mua. Ai mà mua có tao. Với lại ăn chừng nào mà hết heo trong dân đây. Thế nè, chính phủ sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp mà thực phẩm sẽ mua thịt heo về, rồi bỏ vô kho đông lạnh, rồi dự trữ bán lần lần đó. Trời ơi, nhưng mà người nuôi heo như tao biết ai đâu liên hệ. Dễ ợt. Bây giờ anh chỉ cần liên hệ với chú Ba Sự. Hôm qua tôi nghe ông nói chuyện với Nghị về cái vụ này nè. Thiệt hả? Ừ. Thiệt phải không? Tao gọi cho anh ba cái coi. Khoan khoan. Ông kêu tôi qua đây sửa điện chuồng heo mà không chỉ chỗ sao tôi sửa. Thôi thôi, dẹp đi, khỏi sửa. Khỏi sửa gì á. Bây giờ tao lo cái vụ giải cứu bầy heo của tao trước đi. Để tao gọi cho ông cái nha. Điện ông thử coi sao. Alo. Anh ba hả? Dạ. Ủa anh ba, em nghe nói có cái vụ giải cứu heo gì phải không anh ba? Có thiệt không anh ba? Dạ. Trời ơi, vậy hay quá trời rồi. Anh ba, nhớ ghi tên em vô danh sách nha. Dạ. Trời ơi anh ba ơi, ráng cứu giùm em nha anh ba. Dạ, anh ba ơi, cứu em. Dạ. Thiêm Hai ơi. Gì đó? Ủa Trung? Dạ, chú. Ừ. Con Thiêm Hai ở nhà không chú? Ủa mày kiếm bả chi vậy? Dạ. Con đem thịt qua cho Thiêm Hai. Ủa vậy hả? Dạ. Bả dặn thịt heo hả? Dạ. Bả dặn mấy trăm gram vậy? Dạ Thiêm Hai dặn con đem qua là 6 ký. Cái gì? 6 ký hả? Dạ 6 ký. Ủa? Bà này có nhớ lộn không ta? Tháng sau mới tới đám giỗ mà tự nhiên bả dặn chi nhiều dữ vậy trời. Ủa? Đem thịt qua cho Thiêm hả? Dạ. Con đem qua mấy ký? Dạ 6 ký. 1 ký là 40, tổng cộng là 240 thêm. 240.000 phải không? Dạ. À đây. Tao để tao vào bay từ sáng tới giờ á, 240.000 phải không? Dạ. Bo luôn 10.000 luôn. Bo luôn Thiêm. Bo luôn. Dạ, cảm ơn Thiêm. Cảm ơn chú. Khoan cho hổ này chút xíu coi. Nãy giờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không hiểu. Thành ra nó bị đứng hình. Đứng hình. Hỏi bà cái này nha. Bà định làm lạc xưởng bán hay gì vậy? Mà sao mua thịt heo chi nhiều dữ vậy? Mệt quá. Thịt heo mới mua đừng hỏi nhiều nè, thấy tôi chăm không? Thì có gì đâu. Nhưng mà giờ tôi hỏi bà tính làm cái gì? Bà trả lời đi chứ bà đánh đống lãng hoài vậy? Tôi cũng biết rồi. Vậy là chú Hai không biết hay biết gì hả? Vụ gì? Vậy nè. Tại vì vợ chồng con có nuôi mấy ba con heo. Tính kiếm tiền để ống. Nhưng mà đụng cái heo rớt giá. Rồi với lại không ai mua nữa. Trời ế chổng chơ luôn. Nó là vậy đó. Thành thử ra mình ở đây bà con. Tôi nói ông nghe nè, giữa lúc này
thì bây giờ á, mỗi người giang tay ra một chút giúp đỡ cho tụi nó. Hiểu rồi. Dạ. Hiểu rồi. À, vậy là chú hiểu cái chuyện gì xảy ra rồi. Dạ. À, tức là coi như là mấy bà này thương tình. Bởi vậy mới ra tay là cái bằng giải cứu heo cho vợ chồng cháu phải không? Thì đúng vậy đó. Rồi. Nhưng mà giờ tôi hỏi nè, ha. Cái vấn đề ở đây là sao? Ha. Bây giờ nè, bản chất của vấn đề là cái như thế này. Bản chất của vấn đề như là thế sao? Này là bản chất của vấn đề nó là như vậy. Trời ơi hay quá ha. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bản chất là với số thịt heo này tôi với bà phải tiêu thụ trong vòng 6 tháng mới hết, đúng không? Đó mới là bản chất sự việc đó. Thì tôi nói với ông có cái gì ở đâu mà tôi nói ông nghe nè, nó đâu có đáng đâu mà sao ông hay cằn nhằn tôi quá vậy hả? Nó nghe nè, đưa mặt nhìn kỹ coi. Kỹ gì? Trở thành người vô cảm hồi nào vậy hả? Đổi tính tờ đổi tình hồi nào vậy? Tại sao nó và bà con ở đây người ta đang khó khăn thì mình ở đây mình phải giúp đỡ mọi người chứ sao ông kỳ vậy? Ý bà nói là vợ chồng nó khổ quá phải không? Chứ khổ gì nữa. Hay khổ ha. Thì đúng là khổ thiệt. Nhưng mà tôi nói thiệt với bà, ăn cái kiểu này á ha, là gan tôi bị nhiễm mỡ nè, rồi máu bị nhiễm mỡ chưa, không chừng mà rủi mà nó nhiễm ba cái máu vô trư bắt giới là chết luôn đó chú. Ê, ơi chú gì, lâu chú mới ăn lần mà không có sao đâu. Không sao. Với lại giống như chú giúp đỡ cho chồng con mà. Giúp cái gì mày ơi, mày ốm nhom ốm nhách, mày ăn nhiều thịt heo là phải rồi, còn tao lớn tuổi rồi, trời đất ơi, ăn cái kiểu này hả là đi theo ông theo bà không có được đâu. Thôi giờ chú nói vậy thôi, để con đem về đi mày ơi, đem về cho vợ con. Thôi con, để sao ông kỳ quá đi. Kỳ gì? Có bao nhiêu đó hả? Ông cũng không giúp đỡ cho nó là sao? Có cái bạc bài gì vậy? Ủa điều gì vậy? Nãy giờ tôi giỡn chơi với bà với chú cho nó vui vậy thôi chứ còn xuống. Cái ông này thiệt tình là làm trời ơi. Trời ơi, trong cái lúc bà con mình đang khổ gì nè thì mình phải chung tay vô giúp đỡ, kiểu gì cũng phải giúp chứ sao không giúp được. Mệt ông quá đi. Coi mặt làm hết hồn hết vía. Tôi nói ủa sao ơi, chồng tôi bữa nay kỳ tánh tình sao đổi cái đột ngột chứ. Ông thiệt à. Chú làm con hết rồi. Vậy là vợ chồng con khỏe rồi đó. Con cảm ơn chú Thiếm nha. Thôi bây giờ để Thiếm miệng có giỏ đi, chiều Thiếm đem qua Thiếm trả nghe. Dạ. Hỏi ba cái heo đó giải quyết xong hết chưa nha. Quên hen. Con ba con heo con lận. Mà con giải quyết hết mấy con rồi. Thôi chú Thiếm yên tâm. Sáng mai con xử một em nữa là xong. Rồi. Ồ vậy hả, khỏe rồi. Dạ. Tốt rồi đó. Trời ơi, nói chung là cũng đỡ hết sức. Nhờ có chú Thiếm giúp đỡ với lại bà con nữa nên đợt này cũng đỡ lỗ. Không thôi là lỗ sặc máu luôn. Đúng đó. Rồi đó. Thôi con cảm ơn chú Thiếm. Để con còn qua chở cho chú ba trưởng gấp một mớ nữa. Dạ thôi con về. Dạ. Ổng ốm nhách hả? Đúng rồi. Bởi vì tấn cho ổng ăn giùm tao. Nghe nè, con đưa 10kg luôn đi chứ khỏi sao. Dạ. Con về. Thôi về. Thôi về đi con. Trời ơi, tội nghiệp không? Ta nói khổ lắm luôn á bà con của mình. Ta nói nuôi heo cũng khổ, trồng lúa cũng phải lo. Ha, khổ quá ông hen. Mà như vợ chồng chung này nè, giữa lúc này mà bà con mình không người giơ tay một chút chắc vợ chồng tụi nó tái nghèo là cái chắc luôn á không? Bởi vậy. Rồi còn bà nữa, bà lo bà giải cứu ba cái thịt heo đi chứ, để theo bà, để tới chiều bà quên cái rồi là nó tiêu luôn á. Lo gì biết chuyện đó, chuyện của tôi. Mệt ông quá đi. Ôi trời ơi, mệt quá. Tao nói có mấy cái thịt heo à, mà sáng giờ nó quằn tao thôi, tao mệt tao tả luôn. Ôi trời ơi, mà tao nói sao bà, thằng Trung là tay ngang. Dạ. Nó mà nghe không có kỹ, nó không biết cạo lông mày ơi. Trời ơi, mà ba cũng hay dữ rồi ngang. Cái này là chuyên nghiệp thiệt luôn á. Mới đây mà ba xử lý xong hai cái giò heo rồi. Xong cái đầu mày chứ sao? Tao cạo sơ sơ, tống vô ngăn đá tù lạnh để đó cho má mà giờ xử lý. Làm đồng quen, làm đồ này không quen mày ơi. Mà má mày cũng kẹt nữa thiệt. Nhưng nhà cái vụ lúc này mà bỏ đi tập quấn. Dạ. Biết sao nói nữa à. Giờ để bỏ về mà xử lý đi. Tao thua rồi. Dạ. Chưa thấy khi nào mà mọi người nuôi heo là khổ như lúc này ba. Giá cả thì thấp mà lái thì chẳng có ai mua đó. Nuôi ít thì lỗ ít, nuôi nhiều thì lỗ nhiều, thiệt là khổ chứ. Ông bà mình nói muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mà nuôi heo kiểu này tao thấy khá không khá chạy suốt tóc mượn luôn á. Dạ. Ủa rồi mày không chịu đi lên coi là ba cái vụ thịt heo sao giải cứu cho người ta mà mày còn nói mày chơi điện tử là sao mày? Trời ơi, con có chơi đâu ba. Vậy chứ lại về đây. Hồi nãy giờ con đang chờ tin nhắn phản hồi của mấy đơn vị doanh nghiệp
họ hứa là giải cứu thịt heo cho bà con mình á. Con đang chờ tin nhắn không mà. Con mới nói nha. Dạ. Ở đâu rồi? Được không? Khả quan không? Dạ khả quan lắm ba. Phòng công thương của huyện vừa mới ra thông báo nè. Thông báo về việc mua heo hơi hỗ trợ cho nông dân. Rồi để con coi kỹ nha. Trời ơi, có lý rồi bà ơi. Lý gì? Đây xã mình. Sao? Xã mình đây. Trên huyện ưu tiên thu mua cho bà con xã mình 20 tấn heo hơi. Chuyến này vô rồi ba ơi. Nhiều quá. 20 tấn heo hơi. Nó tính ra là khoảng trên 200 con chứ gì. Làm sao mà thấm thiếu gì so với cái đàn heo của xã mình vậy? Trời ơi, có là đỡ hơn không ba? Còn nhiều đơn vị khác, xã khác nữa. Con thấy mấy anh chị bên mặt trận và các ban ngành đoàn thể cũng đang vận động các doanh nghiệp và các nhà máy á là để tiêu thụ nguồn thịt heo cho bà con mình á. Cũng đang vận động ráo riết đó ba. Ồ, tao thấy mà cái dễ cứu và cái nông sản kiểu này kiểu là không có tốt rồi. Nguy hiểm chứ không dẫn chơi đâu. Không ổn chút nào. Ổn sao không ổn ba? Trời ơi, hai cha con làm cái gì? Dạ thưa bác hai. Cái gì nguy, quá nguy đi chứ ở đó. Ổn vô ổn gì? Sao vô hay vậy? Tôi nhớ tôi đóng cái rào đâu mà. Hay quá. Hay vậy đó. Đến qua coi hai mấy cha con bên đây giải quyết cái vụ thịt heo sao? Trời ơi, giải quyết gì bác hai ơi? Ba con á là ông giải quyết vô ngăn đá tủ lạnh hết trơn rồi. Rồi, bên nhà bển cũng vậy. Bác hai gái con á đẩy hết vô ngăn đá. Trời ơi, thấy chứ làm sao mà tiêu thụ hết cho nổi ba cái thịt heo đó. Mà sao trời ơi, thiệt. Sao tôi rầu ba cái gì cái dòng lẫn quẩn này quá nhanh chú ba. Tôi nói anh hai nghe nè. Chỉ có câu hỏi đó. Trồng cây gì? Nuôi con gì? Một câu hỏi đơn giản như vậy đó. Mà suốt mấy chục năm trời mà không có lời giải đáp. Cứ chung quy là công tại cái đầu ra không có. Vậy thôi. Mà tôi nói á, bây giờ ha, bữa nay á, hết ba cái dãy cứu khoai lang, dãy cứu chuối, rồi hết chuối khoai lang xong cái tới dưa hấu. Rồi bây giờ cái hết dưa hấu, rồi cái tới thịt heo. Rồi biết rồi mai mốt dãy cứu thịt heo xong biết tới dãy cứu gì nữa. Giải cứu cho nghiệp. Hả? Vụ gì? Trời, cái gì con đó ba? Gì vậy? Cái mày gần 30 tuổi mà không có ghệ gọc gì trơn á, trời mày phải giải cứu cho mày chứ mày. Trời có vậy? Không giải cứu mày là mày ế giờ mày ế y như nông sản thực phẩm luôn mày. Trời ơi. Giờ ba so sánh thằng con trai yêu quý qua chứ ba cái nông sản này sao trời. Ôi trời ơi, yêu quý mày cũng vậy thôi mày ơi. Thôi mày nè, bây giờ tại sao tại vì mày không chịu có vợ. Tao với má mày không cháu nội ẩm. Thấy không? Mày không giải cứu cho mày đi, mày không có vẻ y như thịt heo với dưa hấu thôi à. Chứ hơn gì đâu con. Thôi, bây giờ cái kiểu này bác hai thấy là bây giờ con phải kiếm đầu ra sớm nha con. Chứ để thôi mai mốt ba mày mà giải cứu ha, là khổ lắm á nghiệp. Dạ, đúng rồi đó bác hai. Bà con mình giờ đang là rối rắm vì cái vụ ba cái heo này. Con phải lên với ủy ban xã cùng với anh em ra sót lại những cái hộ nuôi heo nào để mình tìm cách giải quyết liền bây giờ mới được. Đúng rồi. Nói thì nói vậy thôi, thấy không? Chứ con nó tập trung giải quyết cho bà con trước đi. Dạ. Thấy không? Cái chuyện là việc nước trước việc nhà mà. Trời, cái chuyện vợ con mà chừng nào cưới không được mày, tao nói cưới vợ cũng trễ vậy. Đó, đúng. Chú ba nói đúng. Bây giờ tất cả mọi người phải tập trung vô gì? Giải cứu bà con nông dân. Đúng rồi, chí lý.